Em xin chào mọi người. Em thanh lý một vài cái am để tập bass thì cũng cuối năm rồi. Nhà chật rồi, thanh lý hết. Âm thanh được quay bằng điện thoại iPhone nè. Trên cái bass có pre. Mình sẽ tắt pre đi. Đấy, có pre này. Mình sẽ tắt pre đi để không còn tác dụng nữa. Lấy tiếng của cái am thôi ha. Rồi, đầu tiên là con Tommy Smith. Ok. Nhỏ nhỏ xinh xinh, công suất là 10W, giá 500.000. Đây là âm thanh của cái am 500.000. Tiếp theo là con Fernandez FA10B, công suất là 10W. Đây. Ok ha, con này thì hay hơn, giá 700.000. Rồi đây là âm thanh của nó nha mọi người. Rồi, Fernandez FA10B giá 700.000. Tiếp theo là con am Excel EXB10 Bass. Đây là thương hiệu Mỹ, dùng củ loa 20 phân nha mọi người, 2 tấc đó. Cho nên là tiếng nó rất là lực. EQ 3 băng, mình có thể tùy chỉnh âm thanh theo ý thích của mình ha. Quýnh rất là lực nha mọi người. Excel EXB10 giá 700.000. Tiếp theo em xin giới thiệu đó là con Fernandez BS15, công suất là 15W ha mọi người. Rất là đẹp. Con này để xài EQ 3 băng nha mọi người. Con này giá 800.000. Tiếp theo là một con am cực kỳ hay, đó là con Fender BXR. Đây là cái con am bass kỷ niệm 50 năm thành lập Fender. Nó có cái dán cái tem ở đây ha mọi người. Và con này là made in Mexico luôn. Đó. Đây. Tiếng rất là chắc, chắc nụ luôn. Con này giá 1,5 triệu thanh lý luôn.
Tiếp theo em xin giới thiệu đó là con Yamaha HR1000B, công suất là 25W, siêu to khổng lồ luôn nha mọi người. Nó cao đến 45 phân, xài củ loa 3 tấc nha mọi người. Rất là to này. Tiếng rất là hay, nó cũng có EQ 3 băng ha. Guitar và có dòng cho bass, công suất 10W, tiếng dòng này rất là hay. Mọi người có cần am nào thì cứ inbox Zalo cho em ha, 0906 947 847.